các bạn biết không, Nha Trang có những con đường, có những phường và có những thôn nằm rất hẻo lánh ngay trung tâm thành phố Nha Trang. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn vào một cái khu vực như thế. Đây, mình sẽ vẹo đây. Chỗ ngay đây là có cái tiệm thuốc này. Địa chỉ là 1062 đường 204. Các bạn cua phải là các bạn sẽ vào một cái đường rất chỉ là nhỏ. Và các bạn sẽ qua một cái cây cầu. Một cái cầu này cũng rất chỉ là nhỏ luôn. Mình không biết là nếu mà khi mà họ cưới nhau á, mà họ thuê ô tô con thì là không biết là trong ngày là cưới bằng kiểu gì. Không lẽ là họ là đi tàu ra. Thế còn ở trong này thì không thể mà đi ô tô để rước dâu được. Trong này là chỉ chạy bằng Honda thôi. Trong này được gọi là gì? Các bạn không biết, các bạn đoán ra chưa? Trong này được gọi là khu vực Cồn Dê Ngọc Thảo. Nếu mà hiểu nôm na là cồn tức là một cái ụ đất nó nhô lên khỏi mặt nước, xung quanh là nước thì người ta gọi là cồn, giống như cồn cát ấy. Đây. Ơi các bạn ơi, từ ngay cái cầu Cồn Dê này thì các bạn thấy không, một cái cây cầu mới đang xây một cái cây cầu mới ở kia. Không biết họ xây lâu chưa nhưng mà hôm nay là không thấy người xây. Đây là quang cảnh khu vực Cồn Dê Ngọc Thảo. Đó, Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hiệp. Rồi. Như vậy là trong 1-2 năm tới, khu vực này sẽ được phát triển hơn nhờ cây cầu kia. Đây, thấy ra dự án cây cầu này nó nằm ở đây. Nhưng mà chắc họ cũng mới xây thôi, cho nên là mình mới biết. Hay là của tư nhân ta mà không được lên đài lên báo ta. Đây này. Đó. Khu vực không phận sự cấm vào. Không biết là tầm xa người ta lại đang không xây nữa thì mình không biết. Mình sẽ đứng ở cửa mình quay thôi. Thì từ đây mà có cây cầu mới này thì các bạn sẽ đi sang được khu vực Nha Trang một cách dễ dàng hơn. Nếu mà cây cầu này xây xong thì một số nhà ở đầu cầu bên kia chắc chắn sẽ bị giải tỏa để thông ra được đường 204. Vâng, mình xin quay lại. Nếu mà đầu cầu bên kia giải tỏa thì đầu cầu bên này cũng phải giải tỏa theo. Nếu vậy thì một số nhà ngay đầu này cũng sẽ giải tỏa để thông được cầu. Nếu các bạn cùng nhau vì một cái lợi ích chung thì sẽ cùng nhau giải tỏa và cùng nhau nhận cái tiền đền bù. Thì tất cả đều có một cái cây cầu chung, cây cầu mới thì các bạn sẽ có một cái lợi ích chung. Nhưng mà bên cạnh đó thì ở Việt Nam nó luôn luôn có một cái mâu thuẫn. Khi mà các bạn nhà nước giải tỏa đền bù thì luôn luôn đền bù ở một cái mức là thấp nhất có thể, thậm chí là quá thấp luôn. Nên là một số hộ dân họ sẽ phản ứng và không chịu đền bù. Sau đó thì nhà nước phải chuyển vào chế độ là cưỡng chế giải tỏa. Tại vì nhà người ta là ở đó từ trước rồi. Bây giờ lập dự án lên
lập quy hoạch lên thì tự nhiên nhà người ta lại đang nằm trong cái diện là phải di rời đi. Nếu đất nó nhỏ hoặc nhà người ta có nhiều diện tích đất ấy, thì không sao. Chứ nhà người ta mà đang sinh sống ở đó 50-70 năm nay rồi mà chỉ có một diện tích đất nhỏ thế thôi, nếu mà đền bù một khoản tiền nhỏ nhỏ như vậy thì là không đủ tiền để mua một miếng đất khác ở nơi khác để sinh sống một cuộc sống mới. Cho nên người ta mới phải là đấu tranh đòi tăng tiền. Đó, đường trong này nó cứ như là mê cung các bạn. Đường trong này cứ như mê cung. Hết con đường này là các bạn sẽ vào được một cái khu. Hồi xưa nó sẽ là cái khu du lịch luôn đấy. Đó là nhà bên sông. Nhà bên sông này cái ông chủ cũ này là ông người nước ngoài. Ông ấy sinh sống và làm việc ở Việt Nam khoảng 10 cho tới 20 năm gì đấy. Sau đó ông ấy về nước ngoài. Ông cũng chỉ thuê thôi. Và sau đó ông bàn giao cho một cái doanh nghiệp kia. Thì doanh nghiệp kia là mở homestay, bắt đầu là cho thuê, rồi tổ chức cắm trại nhà bên sông, nấu nướng ăn uống, rồi picnic, cà phê các kiểu. Nhưng mà dạo này gần đây thì mình cũng thấy là đây, nhà bên sông này. Dạo này gần đây mình cũng thấy là chìm xuống rồi. Cái nhu cầu của người dân khi mà đến với Nha Trang, khi mà đến với thành phố biển thì chỉ có một cái lượng nho nhỏ thôi. Có một cái lượng nho nhỏ là thích đi cắm trại ngủ lều hay là ăn uống bên bờ sông bờ suối thôi. Còn đa phần là người ta ở khách sạn, đi xe hơi và ăn uống ở những quán sang trọng. Nên là những cái quán nho nhỏ đẹp, chất phát bên sông, bên suối thì lại phục vụ những người dân địa phương. Mà những người dân địa phương thì họ lại sống theo trào lưu. Ở đây này, đây có một cái giáo xứ rất chi là to này, giáo xứ Ngọc Thủy này. Một số người dân địa phương thì họ lại sống theo trào lưu. Tức là khi một tấm ảnh ở một vị trí nào được ai đó chụp lên rất đẹp thì tất cả đều ùa nhau là chụp theo. Gọi là cơ hội đấy. Sống theo kiểu cơ hội, kiểu như thế. Ví dụ như hôm nọ có một vài bức ảnh ở khu vực là Am Chúa. Người ta được mệnh danh là Am Chúa là cái khu vực mà Đà Lạt trong lòng thành phố Nha Trang. Thì từ đó trở đi là Am Chúa rất chi là nổi. Am Chúa rất chi là nổi. Nhưng mà cũng chỉ nổi được một thời gian thôi. Còn sau đó thì người ta lại ít đi hơn. Ngay cả cái chân những bậc cầu thang, cầu vượt hoặc là chân dốc của bến tàu lịch Nha Trang thế, chỉ có một vài bức ảnh lên thôi là mọi người đều ua nhau lên theo. À, hình như hết đường rồi. Và rồi lấy giờ mình đã đi hết đường và bây giờ mình xin đi ra. Mình đang tìm đường để xuống khu vực bờ sông. Không biết là có cái đường nào để xuống khu vực bờ sông không. Mình đang tìm đây. Chắc chắn là sẽ có một cái lối nho nhỏ để xuống được gần khu bờ sông mà mình tìm chưa ra. Trong này đúng là không có số nhà, không có số nhà thật. Trong này đúng là nếu mà các bạn ship hàng qua bên này thì các bạn chỉ biết tổ thôi. Mà trên một cái tổ thì không biết là số nhà bao nhiêu để mà ship. Đây hình như là hết đây là sẽ ra được khu vực bờ sông này. Đây hình như là hết đường rồi. Đây, sau khi đi được vào tới góc này thì mình cũng đã mon men tới được bờ sông. Đây, đã mon men tới được bờ sông. Đó.
các bạn có thể ngắm dòng sông Cái đây. Khu vực bên này thì có rất nhiều dừa nhé, không biết là dừa họ trồng được khi nào, cho nên là mình thấy dừa ở đây là rất chi là lớn. Cái những cây dừa là có khoảng 70-80 năm tuổi rồi. Đây này, dừa rất chi là lớn nhé. Phía đối diện các bạn đang thấy là khu vực đường Lương Định Của. Hình như Lương Định Của thì phải. Biết phải không nhỉ? Bên đó có rất nhiều quán nhậu nằm ở ven sông. Hình như Lương Định Của hay là Lư Cấm thì phải. Đây này, thẳng bay cho tới suốt từ đằng dưới kia. Đó. Xin nhắc lại các bạn nhé, đây không phải là lòng biển mà đây chính là lòng sông Cái. Và mình đang có mặt ở khu vực là Cồn Dê, Ngọc Thảo. Và phía đối diện kia là khu nào mình chưa định hình được. Đó, có một ông chú đang thả lưới kìa. Đó, rất chi là thích nhá. Ở bên dòng sông, dòng suối các bạn lâu lâu các bạn đi thả lưới là các bạn có thể đánh được những con cá sông, những con cá tự nhiên. Ăn rất chi là ngon. Vì nó xa quá các bạn không nhìn thấy được. Đây, chú đang thả lưới ở phía xa xa kìa. Đó, phía xa xa kìa kìa. Phía xa xa là cái chú kia, chú đang thả lưới kìa. Đấy, các bạn có thấy không? Đó, mình vừa rồi mình mới zoom lại. Mình mới zoom lại để các bạn có thể thấy được ông chú cũng đang đánh lưới từ phía xa xa kia. Vâng. Nếu mà đang nghe hình này lên mạng thì các bạn rất khó biết được là video mà được quay ở đâu nếu như không xem hết video này. Đó. Khung cảnh này khá giống với khung cảnh ở miền Tây sông nước. Vâng, cảm ơn các bạn theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn. Và đừng quên like, đăng ký và ủng hộ kênh cho mình. Nha Trang chúng tôi, mến chào cả nhà. Có một cái nghệ thuật giúp các bạn thoát khỏi được những khu vực mà không có số nhà, không có tên đường, thì các bạn cứ đi theo, các bạn cứ đi theo người khác là các bạn sẽ ra được khỏi được khu vực mà nó mà các bạn đang bị mắc kẹt. Đó. Và giờ mình đã ra được rồi. Đây, đoạn này có dừa nước này, y như miền Tây luôn này. Hy vọng là những video mới và những video lần sau chúng ta sẽ được đi trên cây cầu mới đang xây ở phía bên kia.